tái chế cuốn lịch cũ thành một cuốn lịch mới bằng series tranh của họa sĩ Van Gogh. Sau khi xé hết tất cả các giấy này thì mình sẽ giữ lại cái khung và sơn lại. Phần dưới này thì mình sẽ chia thành các ô của các tháng. Mình sẽ vẽ bức tranh hoa hạnh nhân màu xanh cực kỳ nổi tiếng để làm tông chủ đạo cho cái cuốn lịch này. Và dĩ nhiên là không thể quên được viết số năm 2022 rồi. Cuối cùng cũng sang phần nền và bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ từng tháng. Mỗi tháng là mỗi bức tranh mà mình yêu thích. Ở trong vô vàn các bức vẽ của họa sĩ Van Gogh thì mình chỉ được chọn 12 bức thôi. Đắn đo suy nghĩ mãi mình mới chọn được 12 bức mọi người ạ. Thêm cả cái bìa lịch nữa, vậy là tổng cộng mình vẽ được 13 bức. Đây là lần đầu tiên mình vẽ được nhiều bức vẽ của họa sĩ Van Gogh như vậy. Cũng là một cơ hội để thử sức bản thân. Em nhầm tính một chút, từ trước đến giờ thì mình đã vẽ được gần 20 bức của họa sĩ Van Gogh rồi. Một niềm tự hào nho nhỏ. Mình sẽ viền lại và bắt đầu viết số ngày tháng năm. Bọn này phải cẩn thận, đây này không là viết nhầm cái là toang luôn. Giá lúc đầu mình chia nhầm thành 9 tháng mọi người, nên mình sẽ phải dùng cái bìa và nối thêm vào 3 tháng nữa. Còn thêm ít hoa để che bớt cái phần nối đi. Và mọi người cùng mình xem thành quả nha.